Phi Trường và Ivy. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả, quý thầy cô và các bạn sinh viên trong chương trình Điểm tin tháng 10 năm 2024 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Phi Trường ơi, khởi đầu năm học mới 2024-2025 tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành của chúng ta đã diễn ra rất là nhiều sự kiện cũng như cuộc thi thú vị, hấp dẫn dành cho sinh viên. Không biết Phi Trường ấn tượng với sự kiện nào nhất nhỉ? Và với Phi Trường ấn tượng nhất đó chính là chuỗi các sự kiện chào đón tân sinh viên khóa 2024 tại Ivy. Và thông qua chuỗi hoạt động chào đón là cơ hội để các bạn tân sinh viên được làm quen với môi trường mới, mà còn là dịp để nhà trường và các thầy cô định hướng nghề nghiệp dành cho các bạn, một thế hệ sinh viên mới năng động, tài năng và đầy sáng tạo. Còn riêng Ivy là một sinh viên năm thứ 5, tại lễ chào đón tân sinh viên khoa dược, Ivy cùng với các bạn rất vinh dự khi được đến giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, tăng cường sự đoàn kết, cùng nhau tạo động lực và tinh thần cho một năm học mới đó Phi Trường. Và trong tháng 10 vừa qua, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành của chúng ta liên tục nhận được rất nhiều niềm vui khi được vinh danh tại lễ tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, cùng rất nhiều các giải thưởng danh giá khác mà thầy và trò đã nhận được trong những ngày đầu năm học mới này. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng điểm nhanh các sự kiện trong tháng 10 vừa qua nhé! Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và bà Nguyễn Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường được vinh danh tại lễ tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh 2024. Các khoa viện đồng loạt tổ chức lễ chào đón tân sinh viên khóa 2024 với không khí tràn đầy năng lượng, gắn kết và tự hào. NTTU đón đoàn khảo sát Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực đến thăm và làm việc. Buông đổ ý tưởng sáng tạo tại vòng sơ loại cuộc thi Design Thinking Open Innovation Thủ Đức 2024. Hội thảo khoa học và đào tạo Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nơi giao lưu kiến thức, phát triển và hội nhập trong giáo dục răng hàm mặt. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và báo Đồng Nai ký kết hợp tác đào tạo. Hơn 1.000 chiến sĩ tình nguyện NTTU phát huy tinh thần, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Vừa qua, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và bà Nguyễn Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường đã vinh dự nhận được hai danh hiệu cao quý, doanh nghiệp tiêu biểu và doanh nhân tiêu biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10 năm 2004 và ngày 13 tháng 10 năm 2024 và lễ tôn vinh doanh nghiệp doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2024 do Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là sự kiện ý nghĩa tôn vinh những cá nhân doanh nghiệp có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Trong lễ tôn vinh doanh nghiệp doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2024, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục vinh dự được công nhận là doanh nghiệp tiêu biểu. Có được sự công nhận này, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, cũng trong khuôn khổ của sự kiện này, bà Nguyễn Mai Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cũng được vinh danh là doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2024. Đây là sự ghi nhận những cống hiến to lớn của bà trong việc lãnh đạo nhà trường ngày càng phát triển. Chiều ngày 14 tháng 10 năm 2024, tại cơ sở chính quận 4, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tiếp đón đoàn khảo sát thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực đến thăm và làm việc về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên. Tham dự đoàn khảo sát gồm Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Bích Ngọc, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực, Ủy viên thường trực các tiểu ban chuyên môn Hội đồng, trưởng đoàn; Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành giáo dục học nhiệm kỳ 2018-2023, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng các hiệu trưởng các trường đại học cao đẳng là thành viên là Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực. Đối tiếp đoàn khảo sát do Tiến sĩ Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành dẫn đầu. Thành viên đoàn gồm các đại diện phòng ban, khoa, đảng bộ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, phòng công tác sinh viên, phòng quản lý đào tạo, phòng tổ chức nhân sự, văn phòng trường, khoa lý luận chính trị, khoa dược, khoa kỹ thuật xét nghiệm y học, khoa quản trị kinh doanh, ban chấp hành đoàn thanh niên hội sinh viên trường. Báo cáo của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho thấy, nhà trường xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ cốt lõi trong quá trình đào tạo sinh viên định hướng giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng. Thay mặt đoàn khảo sát, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Bích Ngọc, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực đánh giá cao những kết quả mà Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã thực hiện trong những năm qua. Trong đó, đoàn khảo sát đã ghi nhận tinh thần tiên phong của nhà trường trong việc ban hành một số văn bản quy định dành cho sinh viên trước khi quyết định của cơ quan quản lý nhà nước ra đời, một điều hiếm thấy của các cơ sở giáo dục đào tạo công lập. Mà ở đây, một trường đại học ngoài công lập đã làm được điều đó, cho thấy thực lực, tầm nhìn và quyết tâm của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong sự nghiệp giáo dục.
Hòa trong không khí chào đón năm học mới, năm học 2024-2025, các khoa viện lần lượt tổ chức lễ chào đón tân sinh viên khóa 2024 với không khí tràn đầy năng lượng, gắn kết và tự hào. Lễ chào đón tân sinh viên được tổ chức không chỉ nhằm mục đích tạo sân chơi cho các bạn tân sinh viên và sinh viên khóa trên gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm học tập, tăng cường sự đoàn kết mà còn tạo động lực và tinh thần cho một năm học mới đạt nhiều thành công. Chọn học ngành y, nhọc nhằn vất vả nhưng rất vinh quang. Đó là lời chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, trưởng khoa y trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong lễ chào đón tân sinh viên khóa 2024. Gửi lời chúc mừng cho các tân sinh viên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, trưởng khoa y chia sẻ, mỗi tân sinh viên có mặt tại buổi lễ đều là những gương mặt ưu tú, có kết quả học tập trung học phổ thông tốt và điểm số cao. Học tập tại khoa y trường Đại học Nguyễn Tất Thành, một trong những cơ sở đào tạo của ngành sức khỏe uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh, tân sinh viên không chỉ được học tập kiến thức mà còn được tham gia các hoạt động thiện nguyện, các câu lạc bộ học thuật, phi học thuật nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, y đức, kỹ năng tay nghề, đặc biệt là sự thấu hiểu đối với người bệnh. Trong dịp này, khoa y trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã khen thưởng tân sinh viên là thủ khoa đầu vào các phương thức xét tuyển, gồm sinh viên Lê Khánh Ngọc, thủ khoa ngành y khoa với số điểm 29,5, sinh viên Lê Thị Minh Thư, thủ khoa ngành y học dự phòng với số điểm 27,65, với số điểm 27,1, sinh viên Hồ Bình Tiên xuất sắc trở thành thủ khoa ngành kỹ thuật phục hồi chức năng. Tiếp nối chuỗi hoạt động của trường trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa 2024, sáng ngày 8 tháng 10, Ban chủ nhiệm khoa dược đã long trọng tổ chức lễ chào đón tân sinh viên. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu mở đầu hành trình học tập và rèn luyện của các tân sinh viên ngành dược học K2024 tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Phát biểu khai mạc chương trình, giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Thanh đã thể hiện niềm tự hào về sự phát triển của khoa dược bởi luôn cập nhật chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngành dược hiện nay. Đội ngũ nghiên cứu viên của khoa cũng đang nỗ lực không ngừng để tích lũy kiến thức và kỹ năng, sẵn sàng hướng dẫn sinh viên trở thành những dược sĩ có đủ năng lực để hành nghề và mang lại nhiều điều tốt đẹp cho xã hội. Tại chương trình, các thầy cô trong ban chủ nhiệm khoa đã cung cấp cho các tân sinh viên một số thông tin hữu ích, tổng quan về trường Đại học Nguyễn Tất Thành, về khoa dược, chương trình đào tạo ngành dược học, các phương pháp giảng dạy, thực tập, thực hành, quy chế học vụ, các chuẩn đầu ra, hoạt động nghiên cứu khoa học, v.v. để mỗi sinh viên tự xác định mục tiêu phát triển tương lai và chủ động hoạch định kế hoạch học tập phù hợp và hiệu quả. Sinh viên ngành điều dưỡng nô nức tự trường ngày đầu năm học mới. Thay mặt ban giám hiệu trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng nhà trường gửi lời chúc mừng đến các tân sinh viên khóa 2024 ngành điều dưỡng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Hồng cho biết, trong những năm qua, khoa điều dưỡng trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, cải thiện công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, không ngừng đổi mới để đáp ứng các yêu cầu của nguồn nhân lực y tế nước nhà. Trong năm học mới 2024-2025, hy vọng thầy và trò khoa điều dưỡng trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt mục tiêu đào tạo. Trong dịp này, khoa điều dưỡng đã khen thưởng cho 3 thủ khoa đầu vào theo các phương thức xét tuyển gồm kết quả thi trung học phổ thông, kết quả học bạ trung học phổ thông, kết quả thi đánh giá năng lực. Lễ chào đón tân sinh viên khóa 2024 của khoa kỹ thuật xét nghiệm y học diễn ra trong không khí vui tươi, tràn đầy năng lượng và gắn kết của toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên và thế hệ sinh viên mới. Trong dịp này, khoa kỹ thuật xét nghiệm y học đã tuyên dương sinh viên có điểm đầu vào cao với hai phương thức xét tuyển là điểm thi trung học phổ thông và học bạ trung học phổ thông. Trong đó, khoa tuyên dương hai sinh viên là Bùi Nguyễn Tuấn Khang và Lê Thị Huỳnh Thảo là thủ khoa đầu vào của hai phương thức. Vừa qua, khoa học cổ truyền quản lý y tế đã tổ chức chương trình chào đón định hướng học tập, nghề nghiệp và trao áo blue cho tân sinh viên ngành y học cổ truyền và quản lý bệnh viện. Tham dự chương trình có tiến sĩ bác sĩ Lê Cao Phương Duy, phó giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thạc sĩ Đỗ Thị Hương, đảng ủy viên, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Viện Y Dược học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Di Tài, phó giám đốc bệnh viện Lê Văn Thịnh, cùng quý thầy cô là giảng viên thỉnh giảng các bệnh viện cơ sở thực hành. Thay mặt ban chủ nhiệm khoa, tiến sĩ bác sĩ Lê Thanh Chiến, trưởng bộ môn quản lý chất lượng marketing bệnh viện đã gửi lời chào mừng đến các tân sinh viên gia nhập đại gia đình chung. Tiến sĩ bác sĩ Lê Thanh Chiến khẳng định, mỗi cá nhân có mặt tại buổi lễ không chỉ là niềm tự hào của chính các tân sinh viên mà còn là niềm vui, niềm vinh dự lớn lao của đội ngũ sư phạm khoa y học cổ truyền quản lý y tế khi được đón nhận những thế hệ tân sinh viên đầy tài năng, đầy nhiệt huyết. Và trong không khí hân hoan chào đón năm học mới, khoa y học cổ truyền quản lý y tế đã khen thưởng hai tân sinh viên thủ khoa đầu vào là sinh viên Hồ Gia Bảo, thủ khoa đầu vào ngành bác sĩ y học cổ truyền và sinh viên Nguyễn Hoàng Ngọc, thủ khoa đầu vào ngành quản lý bệnh viện.
Vừa qua, khoa răng hàm mặt trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức thành công buổi lễ chào đón tân sinh viên với chủ đề Hello 2024 NTTU Dental Freshman. Buổi lễ là một cột mốc ý nghĩa trên hành trình học tập và trưởng thành của các sinh viên, với không khí tràn đầy năng lượng, gắn kết và tự hào. Buổi lễ bắt đầu với phần phát biểu từ Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng, trưởng khoa răng hàm mặt, với những lời động viên chân thành và khích lệ các bạn sinh viên. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồng nhấn mạnh vai trò của người sinh viên răng hàm mặt về sự kiên trì và nỗ lực học tập, sự đồng hành của thầy cô trên hành trình học tập và phát triển nghề nghiệp. Bên cạnh đó, thầy thuốc nhân dân, tiến sĩ, bác sĩ, luật gia Ngô Đồng Khanh, cố vấn cao cấp đã gửi gắm những chia sẻ sâu sắc về giá trị của việc trở thành bác sĩ răng hàm mặt. Với phong thái gần gũi và kiến thức dày dạn, thầy thuốc nhân dân, tiến sĩ, bác sĩ, luật gia Ngô Đồng Khanh mong muốn các bạn sinh viên luôn nỗ lực học hỏi, giữ vững tinh thần vượt khó để chinh phục các thử thách phía trước. Vừa qua, khoa truyền thông sáng tạo trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức chào đón những nhà truyền thông tương lai, chào đón các tân sinh viên khóa K24 tham gia chương trình chào đón tân sinh viên có sự hiện diện của hai chuyên gia truyền thông, hai trong số hơn 40 chuyên gia là mạng lưới hỗ trợ, là chỗ dựa về chuyên môn của khoa. Nhà báo Thạc sĩ Bùi Việt Hà, giám đốc công ty truyền thông Soha Vista và nhà báo Thạc sĩ Bùi Tiến Dũng, trưởng ban giáo dục báo Tuổi Trẻ. Cũng trong khuôn khổ chương trình, hai chuyên gia truyền thông đã có những chia sẻ những kiến thức chuyên môn quý báu, những câu chuyện về nghề với các tân sinh viên truyền thông. Nhằm tạo cơ hội cho các tân sinh viên gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu với ban chủ nhiệm khoa và để khoa giới thiệu về các chương trình đào tạo, các hoạt động ngoại khóa, vào ngày 18 tháng 10 năm 2024, khoa Tài chính Kế toán đã tổ chức lễ chào đón tân sinh viên khóa 2024. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí hào hứng phấn khởi, mang đến không gian tràn đầy cảm xúc bởi khoa Tài chính Kế toán đang chào đón một thế hệ sinh viên mới, năng động, tài năng và đầy sáng tạo. Đây là những người sẽ viết tiếp trang sử rực rỡ cho bản thân, cho cả khoa và nhà trường. Chương trình không chỉ thay cho lời chào đón các tân sinh viên mà còn là cơ hội để các em giao lưu, kết nối và bắt đầu xây dựng những mối quan hệ trong hành trình học tập tại khoa Tài chính Kế toán của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Vào sáng ngày 1 tháng 10 năm 2024, khoa Khoa học Giáo dục thuộc trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã long trọng tổ chức buổi lễ chào đón tân sinh viên K24, hai ngành Tâm lý học và Công nghệ giáo dục. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước khởi đầu mới cho các tân sinh viên trên con đường học tập và phát triển sự nghiệp. Lễ chào đón tân sinh viên khóa 2024 của khoa du lịch trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã để lại dấu ấn khó quên với những sự kiện như talk show Đường vào nghề, trao giải thưởng cuộc thi Tớ là sinh viên NTTU, game show và các tiết mục văn nghệ độc đáo đậm chất văn hóa. Nổi bật trong chương trình là tiết mục các em tân sinh viên ngành Việt Nam học đã mang đến một bức tranh sinh động về văn hóa Việt Nam, vừa truyền thống vừa trẻ trung. Sự kết hợp giữa âm nhạc và trang phục dân tộc không chỉ mang lại sự mới mẻ của chương trình mà còn khơi gợi niềm tự hào về giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Tiết mục không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn mà còn thể hiện sự tài năng, đam mê và khát vọng cống hiến của các em cho nền văn hóa nước nhà. Gần 400 sinh viên khoa truyền thông sáng tạo trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ học tập học phần 100% thực hành tại báo Tuổi Trẻ trong học kỳ 1 năm học 2024-2025. Đây là khóa đào tạo thứ 2 theo mô hình này tại báo Tuổi Trẻ. Lễ khai giảng khóa 2 đã được diễn ra vào sáng ngày 11 tháng 10. Tiến sĩ Trần Ái Câm, hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành và một số giảng viên khoa truyền thông sáng tạo đã tới tham dự. Tại lễ khai giảng, tiến sĩ Trần Ái Câm đã tặng hoa cảm ơn báo Tuổi Trẻ và cùng chia sẻ niềm vui với quý báo, các thầy cô và sinh viên về thành công của khóa 1. Sinh viên theo học khóa 2 tại báo đều hào hứng và sẵn sàng tâm thế được đào tạo tại một môi trường truyền thông chuyên nghiệp uy tín, hướng đến mục tiêu làm truyền thông, sáng tạo nội dung số và làm báo. Theo các em, những gì các anh chị khóa 1 truyền cảm hứng đã giúp các em tự tin và hào hứng đăng ký những học phần học tại cơ quan truyền thông có uy tín lớn này. Chiều ngày 9 tháng 10, tại Báo Đồng Nai đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Báo Đồng Nai. Tiến sĩ Trần Ái Câm, hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành cùng một số giảng viên khoa truyền thông sáng tạo, nhà báo Thạc sĩ Đinh Kim Tuấn, phó tổng biên tập Báo Đồng Nai cùng một số nhà báo là cán bộ chủ chốt của báo đã dự lễ ký. Theo đó, hai bên hợp tác triển khai một số hoạt động có tính khả thi cao, hỗ trợ sinh viên của khoa truyền thông sáng tạo trường Đại học Nguyễn Tất Thành thực tập cuối khóa và tiếp cận cơ hội việc làm tại Báo Đồng Nai, phối hợp tổ chức chương trình tham quan học tập thực tế, tập học tập nhập môn của sinh viên tại Báo Đồng Nai.
Vừa qua, tại Trung tâm Phát triển Công nghệ cao NTT đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Busan National University Technology Holding và Viện Đổi mới Sáng tạo Đồng Nai. Sự kiện đánh dấu mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và các cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục trong nước, quốc tế thêm mở rộng. Trải qua thời gian trao đổi, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và BNU Technology Holdings tiến tới ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác bao gồm nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, hai bên cam kết tận dụng thế mạnh về cơ sở vật chất, con người và chuyên môn để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các bên sẽ cùng nhau triển khai các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên và các đối tượng liên quan thông qua việc trao đổi và chuyển giao các công nghệ và nghiên cứu trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Ngoài ra, trong dịp này, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã ký kết hợp tác với Viện Đổi mới Sáng tạo Đồng Nai trong các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Với việc ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và BNU Technology Holdings, Viện Đổi mới Sáng tạo Đồng Nai sẽ mở ra cơ hội cho sinh viên, nhà khoa học và doanh nghiệp trong mạng lưới của nhà trường tiếp cận với các công nghệ tiên tiến. Chúng tôi tự hào vì doanh nghiệp trở thành một phần trong công cuộc phát triển của nhà trường. Đó là lời phát biểu của ông Hứa Phú Doãn, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong chương trình kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10 2004, 13 tháng 10 2024 tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành vào chiều ngày 11 tháng 10 2024. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động thường niên của Câu lạc bộ Doanh nghiệp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành với mục tiêu thúc đẩy và mở rộng hoạt động hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Thông qua các hoạt động hợp tác này, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành mong muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ bền vững với các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện đại. Ngày 4 tháng 10, 2024 vừa qua, Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức thành công Hội nghị Bạn đọc 2024 và tọa đàm Sách với đổi mới sáng tạo. Với sự tham dự của quý thầy cô đến từ các đơn vị và hơn 100 bạn đọc là sinh viên của các khoa, đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tổng kết các hoạt động thư viện trong năm học, tuyên dương bạn đọc tiêu biểu, tiếp nhận ý kiến phản hồi của bạn đọc để cải tiến chất lượng dịch vụ, tạo môi trường giao lưu phát triển văn hóa đọc, chia sẻ thông điệp ý nghĩa, các giá trị của sách với đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Với vai trò là diễn giả chính của chương trình, Thạc sĩ Huỳnh Hồng Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Khởi nghiệp, chia sẻ về đổi mới sáng tạo, các bước để hiện thực hóa ý tưởng hình thành nên các dự án khởi nghiệp, vai trò của sách trong việc hình thành ý tưởng mới để đổi mới sáng tạo. Trong chương trình tọa đàm, các bạn sinh viên còn được lắng nghe khách mời Đoàn Thị Thu Hằng, cựu sinh viên Viện Ứng dụng Công nghệ và Phát triển Bền vững, chia sẻ tầm quan trọng của việc đọc sách, thu thập thông tin trong quá trình học tập đến thực hiện các dự án nghiên cứu, từ việc hình thành ý tưởng đến phát triển hình thành nên dự án khởi nghiệp. Từ chia sẻ về những trải nghiệm thực tế, khách mời đã truyền cảm hứng cho sinh viên về tầm quan trọng của việc đọc sách trong việc rèn luyện kỹ năng tư duy sáng tạo, khởi nghiệp và nâng cao giá trị bản thân trong bối cảnh xã hội hiện đại, khuyến khích sinh viên chủ động tìm kiếm tri thức và hiện thực hóa ý tưởng của chính mình. Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Thông tin Thư viện đã vinh danh và trao giải cho 20 bạn đọc tiêu biểu đến từ các khoa trong trường nhằm ghi nhận sự nỗ lực và khích lệ tinh thần học tập và nghiên cứu của những bạn đọc thân thiết có những hoạt động tích cực tại Thư viện trong năm học vừa qua. Ngày 9 tháng 10, tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã diễn ra Hội thảo Khoa học Quốc gia Nông nghiệp bền vững vì an ninh lương thực và an toàn thực phẩm AFS 2024. Diễn đàn về khoa học công nghệ để các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, cơ quan chức năng, doanh nghiệp chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm, thảo luận các thách thức và giải pháp trong việc phát triển một nền nông nghiệp bền vững nhằm đảm bảo an ninh lương thực và nâng cao an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. AFS 2024 do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đăng cai và phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực Thực phẩm Việt Nam, các trường đại học Tiền Giang, Cần Thơ và nhiều đơn vị đồng hành khác cùng tổ chức. Chương trình có sự tham dự của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực Thực phẩm Việt Nam, Giáo sư Tiến sĩ Trần Đại Lâm, Viện trưởng Viện Kỹ thuật Nhiệt đới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đặc biệt là có trên 300 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh và hơn 200 học viên, sinh viên từ các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu, tổ chức, công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, khoa học sự sống, công nghiệp thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cùng tham gia. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, trưởng ban tổ chức cho biết, AFS là một sự kiện ý nghĩa và quan trọng không chỉ riêng với các đơn vị giáo dục như Trường Đại học Nguyễn Tất Thành mà cả toàn bộ ngành nông nghiệp thực phẩm Việt Nam trong bối cảnh về nhu cầu an ninh lương thực, an toàn thực phẩm ngày càng trở nên cấp bách.
Hội thảo IFS 2024 gồm một phiên toàn thể và 5 tiểu ban với gần 150 báo cáo, trong đó với các bài báo đã được đăng tại tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ISSN 1859-4581, tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ISSN 2615-9015 đã được tính điểm tại Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. Sự thiếu hụt học liệu có chất lượng phục vụ cho học tập giảng dạy nghiên cứu đang là vấn đề lớn trong các trường đại học Việt Nam. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và nghiên cứu của các trường đại học. Tài nguyên giáo dục mở được coi là một giải pháp khả thi cho vấn đề này. Tài nguyên giáo dục mở sẽ giúp cho các trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cũng như năng lực tự chủ, qua đó hỗ trợ cho sự phát triển bền vững. Với mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác với các trường đại học, với các tổ chức, các cá nhân trong việc xây dựng phát triển nguồn tài nguyên giáo dục mở, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu. Chiều ngày 1 tháng 10 năm 2024, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp cùng với Câu lạc bộ Giáo dục mở Hiệp hội các trường đại học cao đẳng tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm triển khai tài nguyên giáo dục mở tại thư viện các trường đại học ở Việt Nam. Buổi tọa đàm được tổ chức bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp, thu hút sự tham gia của 200 đại biểu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu. Tại buổi tọa đàm, nhiều tham luận và ý kiến phát biểu đã tập trung vào 4 bài tham luận chính. Kết thúc buổi phần báo cáo, đại biểu và các chuyên gia đã thảo luận chuyên sâu về tầm quan trọng của tài nguyên giáo dục mở mang lại. Cùng với đó là sự chia sẻ kinh nghiệm của các bên tham gia giúp việc áp dụng và triển khai tài nguyên giáo dục mở trong kỷ nguyên số. Vừa qua, tại cơ sở chính quận 4, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức thành công hội thảo tác động của luật đất đai năm 2024 đến các lĩnh vực đời sống xã hội. Tham dự chương trình, về phía các khách mời có sự hiện diện của Thạc sĩ Bùi Aizon, thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Tiến sĩ Võ Trung Tính, trưởng bộ môn luật đất đai môi trường, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Kiến trúc sư Ngô Viết Quốc Phong cùng đại diện các tòa án, doanh nghiệp, công ty hành nghề luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Hồng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã gửi lời chào mừng đến các đại biểu là thẩm phán, luật sư đang công tác tại các tòa án, cơ quan tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh và những tỉnh lân cận. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Hồng cho biết, luật đất đai năm 2024 chính thức có hiệu lực thi hành, văn bản pháp luật này sẽ tác động đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Đây là nội dung mang tính thời sự, nhận được sự quan tâm của giới nghiên cứu luật học và toàn xã hội. Thông qua hội thảo, nhà trường mong rằng sẽ nhận được những ý kiến, thảo luận của các thẩm phán, luật sư, chuyên gia nhằm đưa ra những dự báo tác động của văn bản luật quan trọng này đối với các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Hội thảo tác động của luật đất đai năm 2024 đến các lĩnh vực của đời sống xã hội được chia làm hai phiên, các chuyên gia, nhà khoa học cũng đặt ra nhiều vấn đề, cùng nhau trao đổi, thảo luận và đánh giá, từ đó rút ra những dự báo về tác động của luật đất đai 2024 đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chiều ngày 7 tháng 10 năm 2024, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã có buổi họp đầu tiên của năm học 2024-2025 nhằm trao đổi, thảo luận, góp ý và thông qua chủ trương mở ngành, chuyên ngành đào tạo mới. Trước khi bắt đầu nội dung chính, Hội đồng Khoa học Đào tạo đã giới thiệu thêm 3 thành viên mới, gồm Tiến sĩ Bác sĩ Ngô Trọng Khanh, Chủ tịch Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng, trưởng khoa răng hàm mặt, Thạc sĩ Nguyễn Cư Phát, quyền trưởng phòng quản lý đào tạo. Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Trần Ái Cầm, hiệu trưởng nhà trường cho biết, thực hiện theo thông tư 02/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Khoa học và Đào tạo định kỳ hàng năm tổ chức họp thẩm định, đề xuất chủ trương mở ngành, chuyên ngành đào tạo. Từ kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường, hiệu trưởng nhà trường báo cáo trình Hội đồng trường ra quyết định phê duyệt chủ trương mở ngành đào tạo, các trình độ và giao các khoa viện triển khai thực hiện. Điều này cho thấy, nhà trường rất thận trọng và nghiêm túc trong việc đưa các chương trình mới vào đào tạo. Việc mở ngành đào tạo và các chương trình đào tạo phải đáp ứng được các điều kiện chủ quan và khách quan, đặc biệt là phải đáp ứng được xu thế phát triển của xã hội. Ngày 21 tháng 10 năm 2024, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức thành công hội thảo khoa học và đào tạo với chủ đề Đào tạo răng hàm mặt trong thế kỷ mới, thu hút sự tham gia đông đảo của các chuyên gia đầu ngành, giảng viên và sinh viên. Đây không chỉ là diễn đàn khoa học mà còn là môi trường kết nối giữa đào tạo và thực hành, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục răng hàm mặt tại Việt Nam. Hội thảo khoa học và đào tạo tập trung vào những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong đào tạo răng hàm mặt dựa trên chuẩn năng lực hiện nay ở Úc và Việt Nam. Đây là cơ hội để các đại biểu trao đổi về xu hướng mới trong giáo dục và thực hành nghề nghiệp, đồng thời thảo luận những thách thức và giải pháp trong giáo dục răng hàm mặt.
Thông qua hội thảo, khoa răng hàm mặt Trường Đại học Nguyễn Tất Thành còn đặt mục tiêu thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà giáo dục, các chuyên gia, các tổ chức nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng mạng lưới học thuật, từ đó góp phần tích cực vào sự phát triển chuyên môn và giáo dục của ngành. Ngày 19 tháng 10 vừa qua, Viện Ứng dụng Công nghệ và Phát triển Bền vững đã tổ chức thành công Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học lần 7 năm 2024, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Hóa học Sinh học Thực phẩm Môi trường tại cơ sở An Phú Đông, quận 12. Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, khích lệ sinh viên phát huy tiềm năng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tạo cơ hội để sinh viên công bố các công trình nghiên cứu của mình đến với bạn bè, thầy cô, doanh nghiệp, thông qua việc trình bày các poster bằng tiếng Anh, video clip và trưng bày các sản phẩm từ đề tài. Qua đó tạo sân chơi, giao lưu, học hỏi, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và các kỹ năng của sinh viên. Các lĩnh vực STEM, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học có đóng góp đáng kể cho sự đổi mới và phát triển toàn cầu, đặc biệt là trong xã hội tri thức. Cùng với cuộc cách mạng 4.0, nhu cầu lao động tri thức lĩnh vực STEM ngày càng tăng. Tuy nhiên, hiện nay lao động tri thức trong khối ngành này vẫn còn thiếu, đặc biệt là tỷ lệ phụ nữ tham gia lĩnh vực STEM còn rất thấp. Nhằm tìm ra các giải pháp và giải quyết vấn đề này, sáng ngày 24 tháng 10, tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức hội thảo xây dựng giải pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong giáo dục và làm việc các ngành STEM. Hội thảo do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cùng Cơ quan Liên Hợp Quốc vì Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ UN Women phối hợp với Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp Đại học Cao đẳng Việt Nam VNEI, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Đầu tư và Phát triển Bách khoa Hà Nội BK Holdings cùng với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Second Shows thực hiện. Phiên thảo luận của hội thảo đã diễn ra sôi nổi, đại diện các bên liên quan đã chia sẻ và làm rõ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình phát triển sự nghiệp của phụ nữ trong các ngành STEM, cũng như đề xuất các giải pháp để thu hẹp những khoảng cách về giới đang cản trở sự tham gia của phụ nữ, trẻ em gái trong giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hội thảo thu hút hơn 50 đại biểu là các chuyên gia, các nhà khoa học, đại diện lãnh đạo vụ giáo dục, ban tuyên giáo trung ương, các bộ khoa học và công nghệ, bộ kế hoạch và đầu tư, các trường đại học và cao đẳng, các doanh nghiệp công nghệ và các nữ sinh khối ngành kỹ thuật của các trường đại học, cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo không chỉ là nơi các chuyên gia gặp gỡ, trao đổi và tìm ra giải pháp thúc đẩy sự bình đẳng giới và phát triển toàn diện, khuyến khích trao quyền và phát triển nghề nghiệp cho phụ nữ, mà còn là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc và truyền cảm hứng để trao quyền và tôn vinh phụ nữ trong lĩnh vực STEM. Vòng sơ loại của cuộc thi Design Thinking Open Innovation Thủ Đức 2024 đã khép lại vào ngày 30 tháng 9 2024 với hơn 100 đội dự thi đến từ 64 trường đại học, cao đẳng cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp trên toàn quốc và quốc tế. Xu hướng Design Thinking, tư duy thiết kế, một phương pháp sáng tạo tập trung vào con người đã trở thành tâm điểm tạo nên sức hút đặc biệt cho cuộc thi năm nay. Cuộc thi Design Thinking Open Innovation Thủ Đức năm 2024, cuộc thi mang chủ đề Innovative Idea for Future, ý tưởng sáng tạo vì tương lai, do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Thủ Đức, Trường Đào tạo Doanh nhân BDCA miền Đông tổ chức. Cuộc thi Design Thinking Open Innovation Thủ Đức 2024 không chỉ là sân chơi để các thí sinh có thể thể hiện tài năng, mà còn là cầu nối giữa kiến thức và thực tế, khi mà Design Thinking đang dần trở thành công cụ quan trọng cho những người muốn đóng góp và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Vừa qua, Đại hội sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổng kết các chương trình chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với nhiều kết quả thiết thực, ý nghĩa. Báo cáo tổng kết các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện hè Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường, Phó trưởng phòng thường trực Phòng công tác sinh viên cho biết, chiến dịch mùa hè xanh và chương trình tiếp sức mùa thi năm 2024 đã mang lại nhiều kết quả thiết thực và ý nghĩa đến với mỗi địa phương. Thay mặt đoàn khối các cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Quốc Huy, Phó Bí thư Đoàn khối đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đoàn hội sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đạt được. Tại lễ tổng kết các chương trình chiến dịch tình nguyện hè Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2024, các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được tuyên dương và nhận bằng khen, giấy khen của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Ban giám hiệu và Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, giúp cho sinh viên phát huy khả năng sáng tạo, đồng thời áp dụng các kiến thức công nghệ cơ điện tử, tự động hóa vào thực tiễn. Sáng ngày 13 tháng 10 năm 2024, tại cơ sở An Phú Đông, quận 12, khoa kỹ thuật công nghệ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức cuộc thi Robot Challenge Fest 2024 với chủ đề Robot Sumo. Phát biểu tại cuộc thi, tiến sĩ Lê Văn An, trưởng khoa cho biết,
khoa kỹ thuật công nghệ chuyên về mảng cơ khí, điện, điện tử, ô tô. Trong quá trình hoạt động đào tạo, khoa luôn hướng tới đào tạo cho sinh viên một môi trường học tập mang tính trải nghiệm thông qua các cuộc thi. Vòng chung kết cuộc thi diễn ra hấp dẫn đến giây phút cuối cùng với sự đối đầu gay gắt giữa hai đối thủ đăng ký, đội BSL và đội VSV. Với sự nhạy bén và khéo léo đầy chiến thuật trong quá trình điều khiển, đội VSV đã giành được chiến thắng ngoạn mục trong vòng đấu đầy kịch tính và trở thành đội vô địch với giải thưởng trị giá 3 triệu đồng. Đội BSL về nhì với giải thưởng 2 triệu đồng. Đội DNK Team đã xuất sắc giành được giải 3 với giá trị giải thưởng là 1 triệu đồng. Và chủ nhân của hai giải khuyến khích thuộc về đội SKS và đội MPK với số tiền mỗi giải là 500.000 đồng. Ngày 16 tháng 10, trong khuôn khổ buổi giao lưu âm nhạc lần 3 tại Hội trường báo Người lao động, nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Tuyết là trưởng khoa âm nhạc, điện ảnh của trường đã vinh dự được vinh danh và trao giải thưởng Mai vàng tri ân. Là một trong hai cá nhân vinh dự nhận giải thưởng Mai vàng tri ân lần này, chương trình Mai vàng tri ân thu hút sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ có tên tuổi. Đây là một trong những sự kiện đáng chú ý nằm trong khuôn khổ chương trình giao lưu âm nhạc lần 3 do báo Người lao động tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á. Ban thường vụ thành đoàn vừa thông báo kết quả trao giải thưởng và chương trình tuyên dương giai giáo trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Được biết, năm nay có tổng 1.359 hồ sơ xét chọn từ 45 đơn vị đến từ các đơn vị đoàn trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp, các quận, huyện đoàn, thành đoàn Thủ Đức. Trong số 39 gương giảng viên đại học đạt giải năm 2024, trường Đại học Nguyễn Tất Thành vinh dự có hai giảng viên lọt top danh sách, đó chính là Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thảo My, trưởng bộ môn hóa sinh khoa kỹ thuật xét nghiệm y học, và Thạc sĩ Trần Nguyễn Quang Hạ, trưởng bộ môn dân sự lao động khoa luật trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Vừa qua, hội nghị AOCMV Vật lý Y khoa Châu Á, Châu Đại Dương lần thứ 24 và SICOM Hội nghị Vật lý Y khoa Đông Nam Á lần thứ 22 tại Penang, Malaysia từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10, 2024. Hội nghị năm nay Việt Nam có 3 bài báo cáo, trong đó có bài báo cáo của sinh viên ngành Vật lý Y khoa Mai Khánh Luân dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Hoàng Anh Tùng, trưởng bộ môn Vật lý Xạ trị, ngành Vật lý Y khoa Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Tại hội nghị, cựu sinh viên Mai Khánh Luân cũng đã vinh dự là một trong 6 báo cáo viên nhận được giải thưởng CIFORM Travel Awards. Giải thưởng này hướng đến mục tiêu thúc đẩy hợp tác quốc tế và kết nối các nhà vật lý y khoa trên toàn cầu. Được biết, Mai Khánh Luân là sinh viên ngành vật lý y khoa Việt Nam đầu tiên báo cáo ở hội nghị vật lý y khoa quốc tế. Với mục đích tổ chức một sân khấu để các sinh viên cuối khóa của khoa âm nhạc, điện ảnh chứng minh bản thân đã xứng đáng với tấm bằng cử nhân, các ngày 30 tháng 9, 1 tháng 10, 2 tháng 10, 3 tháng 10 và 4 tháng 10, 2024, tại hội trường 801 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, khoa âm nhạc, điện ảnh đã tổ chức chương trình biểu diễn tốt nghiệp cũng như là bài thi tốt nghiệp cho các sinh viên ngành thanh nhạc và piano khóa K21. Đây là lần thứ 3 khoa âm nhạc điện ảnh tổ chức chương trình biểu diễn tốt nghiệp kể từ năm 2022. Tuy nhiên, ở mỗi một mùa thi lại mang một màu sắc khác nhau, đưa người xem từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Ngoài ra, dù là buổi biểu diễn tốt nghiệp nhưng sân khấu, âm thanh và sự dàn dựng bối cảnh phục trang được tổ chức một cách chuyên nghiệp và ấn tượng. Chương trình không chỉ là một kỳ thi tốt nghiệp mà còn là một cơ hội để các bạn sinh viên cuối khóa thử sức bản thân ở một sân khấu lớn, ghi lại dấu ấn trong lòng thầy cô, bạn bè, người thân và mở ra những cơ hội mới trong sự nghiệp theo đuổi nghệ thuật của mình. Và các thông tin trong buổi biểu diễn tốt nghiệp của các bạn sinh viên ngành thanh nhạc và piano khóa 21 cũng đã kết thúc điểm tin của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ngày hôm nay. Và trong tháng 11 này, một sự kiện siêu hoành tráng dành cho các bạn tân sinh viên sắp được diễn ra. Đây được xem là một sự kiện được mong đợi nhất năm. Phi Trường có đoán được đó là sự kiện nào không? Để Phi Trường đoán xem, đó có phải là lễ khai giảng và gala chào đón năm học mới được không nhỉ? Chính xác, là sự kiện lễ khai giảng. Và trong lễ khai giảng thì có rất là nhiều hoạt động được diễn ra, cũng như là sự có mặt của dàn khách mời. Đó chính là các ca sĩ đang cực kỳ hot đối với giới trẻ hiện nay nữa. Wow, nghe thật là hấp dẫn rồi. Các bạn đừng quên lễ khai giảng của chúng ta được diễn ra vào ngày 19 tháng 11 tại nhà thi đấu quân khu 7 nha. Và để biết thêm những thông tin mới nhất về sự kiện này, các bạn hãy thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất trên fanpage của trường mình nha. Và còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng tiếp theo của chương trình.